dưới xong thì bỏ luôn rồi. Leo ở trong rồi đó, đâu có chịu nổi đâu. Đó, cho ông tắt vô lại lấy lên mấy chồng kia. Còn nghe hồi dầu luôn, cái nam luôn. Cái gì? Có bây giờ cái này phải đi ra chữa nữa. Chữa là nó nổ rồi đi. Nổ. Đó là sông Tắc Đậu. Đây là bến phà Tắc Cậu. Bến cảng Tắc Cậu. Sự cố cháy tàu ở bến cảng Tắc Cậu nha các bạn. Đúng rồi đó. Bơm nước. Lấy xà lan cát rồi bơm nước. Xà lan cát lại các bạn, bơm nước rồi. Xà lan bơm ghê lắm. Đúng rồi. Xà lan là bơm mới giữ nè. Mình đang ở trên cầu Tắc Cậu dơm lại hay xà. Cháy chữa cháy rồi không thấy đâu hết trơn. Nóng lắm đó, thấy gì nóng lắm. Kinh hoàng lắm á. Quay cái đầu lại rồi đó. Quá trời cháy. Xà lan cát không mới nổi. Xà lan nó yếu rồi, xà lan đủ quá rồi, xà lan mấy xe kìa quýt cái đủ quá, đi hai cống. Đỡ rồi đó, nó đỡ rồi đó. Đỡ bên rồi đó. Đỡ bên rồi. Nó dập đó. Cố lên. Ừ. Máy bơm mạnh quá à. Hay quá. Hai bơm phải không? Hai tay bơm luôn. Rồi sao rồi đó ra trước nè. Quay tàu lại. Đó, nó bơm ra trước nè. Đó, ra cabin. Còn quay. Thấy vậy nó chưa không ấy. Để vậy dầu nó cháy mà không cháy mà dưới cabin nó dưới nữa. Này huy động thêm một chiếc nữa hai bên. Ừ. Cặp hai bên xịt vô. Ở sau ở trong cabin nó lọt ra thấy không? Đúng rồi. Nó lọt ra nó cho. Cabin kìa, trong nó cháy kìa. Thấy không? À.
nó lòi ra đó em. Đó, thấy chưa, nó tung ra thấy không? Dữ luôn thấy không, chạy dữ luôn thấy không? Chạy ghê luôn á. Ừ. Tổ tăng dữ lắm á, nó chạy bên đây nè, mấy bên đây nè em. Đó, lên tới bên đây nè em. Đó, thấy chưa, hai bên kia nó hết rồi phải không? Đúng rồi. Thấy chưa? Không thấy phòng cháy chữa cháy đâu ta. Cháy gì? Xuống kịp. Nó có mấy cái nó có mấy cái phao nước á. Mấy phòng cháy cháy nó có phao nước, nó xịt ghê lắm. Phòng cháy chữa cháy ở xã không có ta. Kè nó lên, kè lên tàu luôn. Lên tàu luôn, đúng rồi. Cháy luôn hết sao? Dầu mà nó cháy ghê lắm. Nó cháy à? Bỏ vô bớt này. Lên khói phải không? Tàu bơm cát quá lời hại rồi. Bơm tắt còn hơn là phòng cháy chữa cháy nữa. Vậy rồi. Kè đâu nó tống ra đó, tống ra đó, để coi nó nhập vô đủ không hả? Cháy nguyên cái dãy luôn á. Nó tập vô mấy cái ghe kia là nguy hiểm lắm. Đỡ rồi, đỡ rồi. Cái này phòng cháy chữa cháy lại gì đó. Mấy cỡ là ấy đó, mấy tàu á. Tàu á hả? Ừ. Cũng đỡ rồi. Đỡ rồi. Nó cặp vô mấy tàu kia thấy bà luôn. Hành sát bên nè, thu hành sát bên luôn. Vô rồi, vô thấy trong rồi. Chồng kéo ra, kéo ra. Đẩy ra đó. Đang đẩy ra. Cái mũi rồi đó. Xà lan cũng quăng. Quăng bên đó đã ứ. Xà lan trời không có xà lan bây giờ bà đổ luôn chết nữa. Tóc đồ về đó cái cháy lây luôn. Đó, đưa qua quốc có tết. Đó, nó bắn nay giờ mới hết. Nó chưa còn mấy cháy rồi. Ừ. Nó bắn nó mạnh lắm. Đỡ là đỡ, nó còn cái đầu ở trên không à? Đó, nó muốn tàn đầu sẵn thôi. Rồi, con ra đứt lên ra, con đứt được không? Đi, con đứt không? Đúng rồi. Nó muốn gội rồi đó, nó lên tàu được rồi đó. Lên tàu được rồi, lên được rồi. Lên tàu nhóc hết trơn rồi, lên được, chở được rồi. Được rồi, được rồi. Hên quá. Đậu hên rồi. Biết đâu nó đậu ở đây. Cháy trên đầu nhẹ nhẹ à. Ờ, trên đó cũng đỡ rồi. Xuống tới dưới mới nặng chứ, rồi trên đó cũng không có. Này không có xà lan là đi rồi. Chưa đến đổi. Bảo hiểm đền cũng không nhiều. Giữa cabin dưới thôi à. Máy quéo quá chừng á. Quéo quá chừng. Máy bỏ rồi, xài không được. Ừ. Máy nóng nổ rồi. Ghẻ cũng 5 tỷ rồi cậu.
rẻ cũng 5 tỷ. Không mà rẻ rẻ cũng 5 tỷ. Ở của Vin không là 3 tỷ rồi, 2 tỷ mấy rồi. Nó cháy lửa rồi. Giờ nó chỉ còn đốt thôi. Đi. Rồi, rồi xong. Chữa cháy thành công mà không cần cứu hỏa. Cứu hỏa mà lại thì cứu hỏa đợi cứu hỏa thì lặn xuống nước mò luôn. Mò luôn.